Hello everybody, welcome to Heo VKT. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại kênh Heo VKT. Thì hôm nay chúng ta đến với một con game mới ha, vô cùng mới. Ok, con này thì chúng ta có thể chơi được trên Android, iOS, PC luôn ha. Đó, iOS vẫn chơi được nha anh em. Đấy, game có hai lát nhân vật. Chơi con này đi. Ok. Đó, thấy đã chưa? Ngon chưa? Một con game mới nha, vô cùng mới. Bắt đầu nhanh nào, đẩy, ngon chưa? Wow. Một con game thể loại mới ha. Thì cái này mới hay không thì Heo cũng không biết, nhưng mà đối với Heo thì nó mới ha. Tại vì Heo cũng chưa thấy luôn, rất nhiều bạn đang chơi luôn. Đó, mở lễ bao quá trời luôn kìa. Wow, cái này hình như là mấy bạn đó nạp hay gì á. Wow. Một con game mới nha anh em. Đấy, để nói lâu rồi nghe không có làm con gì mới này kia cái nọ. Ôi quá trời mỏi quá, nghỉ đi. Ok. Gì dạ, vô khiêu chiến boss luôn hả? Đồ, nhìn con này anh em biết thấy gì nhớ gì không? Em nhớ con Võ Lâm Chi Mộng á. Con Võ Lâm Chi Mộng của Jin á, Jin Mi ha. Rồi ạ, à, lâu lắm rồi. Game 365 Mobi á. Ôi giời ạ. À. Jin 365, ôi giời, một kỷ nguyên ha. Trời ơi, nhớ hồi đó có một cái ạc của Võ Lâm Chi Mộng á anh em. Y chang luôn, rồi đánh theo cái kiểu này nè. Trời ơi. Nhưng mà tiếc ha. Võ Lâm Chi Mộng đó mà nó cũng edit là cũng giống như vậy nè, kéo hả để cho chơi được trên cái điện thoại thì đỡ biết mấy. Ok, ngẫu nhiên sẽ được hưởng thêm. Đấy, ok. Ủa, nãy giờ quay mà được 30.000 kim cương rồi hả ta? Nhiều phải? Wow. Ôi, kim này, game này, kim cương. Oh, kim nguyên bảo nè. Oh, đánh boss ra kim nguyên bảo hả? Chù chà, nó không những mới, nó không những phi kim nguyên bảo mà đánh boss rớt kim nguyên bảo luôn anh em. Wow. Nè, ra kim nguyên bảo nè. Tuy là 200 nhưng mà nó khá là ngon ha. Anh em cũng phải hiểu một điều là tại vì nó là một con game mới ha. Đấy, cái gì mới thì nó cũng thường là như vậy. Đó, anh em nào không thích thì có thể chờ chừng nào nó ra thêm 3-4 game nữa, 3-4 server nữa hay là 3-4 nhà phát hành nữa thì game nó sẽ rẻ lại, nhưng mà cũng đồng nghĩa với việc là lúc đó là chúng ta bị tụt hậu ha. Đó, bị lạc hậu đi. Đó, thay vì như vậy thì chúng ta bây giờ chúng ta vào chúng ta chơi liền luôn, trải nghiệm liền luôn. Đấy, ok. Rồi phúc lợi. Ở đây có fit code. Này là tranh giành để kiếm thêm kim nguyên bảo nè. Đó, nhận được nè, thấy không? 260 luôn. Đột má tính ra ngồi nhận vậy còn ngon hơn là đi đánh boss ta. Wow, 1000 mấy luôn. 230. 147. Wow, 3500. Trời. Má cướp kim nguyên bảo mà cướp lần vậy là thôi rồi luôn. Má. Trời ơi. Ok. Thôi 1000 1500. Ôi. Má đi cướp kim nguyên bảo, hôm nay hết lượt cướp rồi hả? Ôi giời ơi, má tưởng đâu cướp được hết luôn. À, có 20 à. Ok. Cũng hơi tiếc, má nãy giờ không để ý. Anh em chú ý ha. Thì chúng ta có 20 lần mở lễ bao ha. Nên là chúng ta lựa những cái nào bự ha. Bự nó ra khá nhiều luôn anh em. 3.000, 4.000 mà nó ra một leo như vậy. Ồ. Ngon đấy. Mà sao có chỗ này nó chạy hoài vậy ta? Ở đây có hoạt động nè. Wow, ngày đầu chúng ta nhận được 2.000 ha. Ngày thứ 2 thì chúng ta nhận được 3.000. Ngày thứ 3 5.000. Ngày thứ 4 6.000. Ngày thứ 5 7.000. Wow, có mảnh thần khí nữa hả? À, ngày thứ 3 chúng ta có danh hiệu độc cô gì? Độc bộ giang hồ. Ngày chuyển sinh đan. Ngày thứ 2 được chuyển sinh đan ha. Ngày thứ 6, ngày thứ 7 chúng ta được 10.000 và một con phượng hoàng. Wow, mảnh hả? Mảnh hay là một con gì đấy? Đây là cây su. Quay thử một lần coi. Đó, rớt su xuống. Game này nó tính su chứ không phải là tính đồng ha. Su cũng giống như hào vậy mà, có gì đâu. Ok, đấy. À, cái này kiểu như đánh boss đó mà. Bây giờ chúng ta lướt qua cái thông tin của server này đi. Ok, không dài dòng nữa ha. Vào nè. Đây là thông tin của server nè ha. Võ Lâm TBGB gì nè.
Đây, con võ Lâm H5 web game khai mở S1 19 giờ ngày 14 tháng 12 ha. Đấy, cũng mới à, anh em, mới mà. Trời ơi ạ. Nói chung thì có code luôn, code S1 nè. Đó, open game, ok, để copy chút về nhập ha. Rồi, ở đây chúng ta có 100.000 kim nguyên bảo. Wow, phi dữ vậy ta. À đồ, đối với một con game mà mới tinh, mới xịn sò như vậy mà nó phi 100.000 là khá nhiều nha anh em. Rồi, 500 tọa kỳ đan và 1.000 trang bị thăng tinh hạch. Ok, rồi ở đây chúng ta nhận thêm 50.000 nữa nè. Ở event ha, event like, share, comment nè ha. Đó. Rồi game thuộc dạng kiếm hiệp auto cài cuốc, có tính năng gì PVP rồi BK khá hay như ban chiến, phe chiến, BK đồ sát map, vận tiêu, đâu có vận tiêu luôn hả? Công thành luôn nè, mở khóa, chiếm mở khoáng nữa hả? Wow. Ngoài ra còn có sự kiện đua top. Khoan, anh em đợi tí ha. Có sự kiện đua top online ban hội nè, đó. Rồi, đó rất là nhiều luôn. Wow, đồ ngoại cũng khá đẹp chứ ta. Đó, wow. Má nhớ lại cái kỷ nguyên mà chơi Võ Lâm Chim Mộng ghê anh em. Wow. Chúng ta cũng có thể gọi nó là Võ Lâm Chim Mộng 2 ha. À, còn đây là nè, thấy chưa? Vậy là tính ra là mình cũng đâu có chậm trễ lắm đâu anh em. Đây Re-open nè, thấy không? Đó, anh em bình luận sẽ nhận được 20k kim nguyên bảo và 20.000 kim nguyên bảo và 20.000 điểm VIP ha. 20.000 điểm VIP chắc cũng lên được kha khá VIP đó. Anh em bình luận ở dưới này sẽ có ha. Ok, ok. Còn bây giờ đi nhập kim nguyên bảo thôi. Nãy đâu quên rồi ta? Không phải đây. Đây nè, phúc lợi. Này quà cấp nữa hả? Đồ. Game có quà cấp luôn anh em. Wow, ngon. Nhưng mà trước tiên thì chúng ta nhập mã vô. Ngoài có phong bì gì đó. À, ngày có phong bì. Ok, ok. Đâu rồi, phong bì đâu? Này là hưởng online. Rồi cái Ủa, rồi cái phong bì nó nằm ở đâu ta? Khoan, trước tiên ta đi tìm cái phong bì ta cái. Shop, cái này là shop rồi, điểm shop rồi. Ủa rồi, cái phong bì nó ở đâu? À đây nè, đây nè, đây nè, nó nằm ở dưới này nè, dưới góc ha. Đấy, 100.000 kim nguyên bảo. Trời ơi, tọa kỳ tiến giai, tiến giải vậy nè. Võ Lâm, ở trên này có gì nữa à? Cần gia nhập bang phái mới mở ra cái này hả? Ok, chúng ta có mở hú luôn. Wow, đây là một con game khá là mới lạ nha. Thì cái thể loại chơi nó thì hay thấy cũng gần như giống như con cái con mấy cái con H5 khác, nhưng mà trời ơi, cái con sát lan kìa anh em. Wow, nè nè nè, trời ơi, nhớ Võ Lâm Chim Mộng ghê. Hồi đó cũng cởi con sát lan vậy nè, đồ ngoại cũng giật vậy nè, trời ơi. Mà chắc mấy bạn bây giờ chắc không biết cái game Võ Lâm Chim Mộng đâu. Trời ơi, ngoài cổ nhỉ. Ok, thăng cấp nhanh. Rồi, ok, ok. Wow, một con game khá là thú vị nha. Anh em nào có chơi thì kéo xuống phòng mô tả nha anh em. Code rồi điểm VIP này nó khá là nhiều nha. Đấy, đấy, hồi nãy hình như là tăng cấp bậc. Đây, tọa kỳ. Tọa kỳ hồi nãy chúng ta có 50 viên, 500 viên. Ok. Wow, ở đủ phòng. Sao tự nhiên lại là con sát lan, bây giờ lại là con xích thố. Wow, bao quân gấu. Con này là con gấu hả? Con này là báo mà. Báo răng kiếm nha. Chà 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 chà. Ok, ok. Trời ơi, má ơi, nhớ con hổ. Trời, má có sát lan mà có hổ luôn. Mà con này là từ con sát lan mà lên nè. Trời ơi. Ngon ngon nha, ngon nha. Game này chơi được trên iOS với Android luôn nha anh em. Chỉ cần vào trình duyệt chơi thôi, không cần phải cài đặt gì nha. U lan sói, sói u lan gì đấy. À, để coi tiếp theo là con gì ạ? Thôi thôi, con kỳ lân. Ok, ok, má dứt luôn chứ ngại ngùng gì vết bẩn anh em. Ok, ok, dứt luôn ha.
Kệ nó, kệ nó. Đang ghiền con kỳ lân. Hồi đó là lên con kỳ lân cũng cả một vấn đề. Ok. Đấy, bây giờ ta có kỳ lân gửi rồi. Không sợ. Ủa sao vậy? À, chắc còn phải bỏ con kỳ lân vô. À, đây nè, huyền ảo. Phải huyền ảo nó nha. Ok, đã huyền ảo. Đây, đấy, đấy. Rồi à. Ôi giời ơi, má hồi đó mà có một con kìa Nguyệt Lan gửi là coi như là... Gọi là sao ta? Bá nhất server rồi đấy. Ồ. Oh. Kỷ niệm UV anh em. Ôi ôi, này là chắc mấy anh em là... chính yến đều là hít lắm. Wow, bây giờ có thể xách con này bỏ vô túi đi chơi vòng vòng được rồi ha. Không sợ, hồi đó là... còn hô là ừ, không có game mà chơi, bây giờ là xách bỏ túi đi thôi. À, cái này mở được 3 lát nhân vật luôn hả ta? Wow, wow, wow. Này, đây, đây, đây nè, đây nè. Chúng ta có thể mở được hiện thế âm, trấn nguyên đại âm, tử quan phu nhân nữa hả? Wow, chọn 3, 4 cho 3 trong 4 người này. À, chuyển sinh VIP 3 là mở được, ok. Mà VIP hồi nãy là nếu mà chúng ta comment tên ở dưới đó là, để coi 10.000, 20.000, 20.000 chắc lên được VIP 2 á. Cũng không rõ lắm ha. Theo nghĩ là vậy thôi. Nhưng mà quà VIP cũng khá là ngon, ok. Rồi, không dài dòng nữa ha. Link để dưới phần mô tả, online nhận kim nguyên bảo luôn kìa. Đó, trên quái nhận kim nguyên bảo và mỗi ngày chúng ta canh ông nội nào nạp thì chúng ta vào chúng ta mở lễ bao ha. Đó. Đó, một con game, trời ơi, ôm lại kỷ nguyên võ lâm chim mộng. Trời ơi. À, mà game Vinagame dạo này chơi cũng hơi bị gọi là khó chịu. Tại vì anh em không online 6 tháng là nó sẽ tự động xóa cái game của anh em. Nên là ok, chơi cái game này đi. Đó, ok, ok. Còn khá nhiều cái hoạt động và map nữa ha. Nhưng mà bây giờ thì heo comment cái tên nhân vật ha, tên tài khoản gì đây nè, để nhận quà ha, rồi để chơi. Rồi, nhắc lại luôn là game Võ Lâm H5 ha, khai mở S1 19 giờ ngày 14 hay 12 ha. Nhưng mà nó đã được reopen ha, nên là anh em cứ vào chơi ha, không sợ bị họt. Có quà tân hữu luôn. Đó là 100.000 kim nguyên bảo cộng với 50.000 kim nguyên bảo event là chúng ta có 150.000 kim nguyên bảo ha. Đấy, 500 tọ kỳ này chúng ta sẽ lên được luôn là con kỳ lân ha. Đấy, đấy. Ok, thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.